Dịp Tết Nguyên Đán đó là Tết mà nhiều người Việt có dịp, người thì buôn bán làm ăn, người thì kiếm tiền, người thì tiêu tiền. Riêng người Công giáo vẫn quen thói quen là chúc nhau phát tài phát lộc, chúc nhau sức khỏe, chúc nhau nhiều điều may mắn tốt lành trong năm mới. Và có điều đáng nói là người ta vẫn theo xã hội, vẫn nhìn thấy những điều tưởng như là bình thường bởi năm nào họ cũng thấy nó là như vậy, và nhiều người, đa số dân Việt ai cũng nói thế. Nhưng với cương vị là người Công giáo, câu hỏi đặt ra là người Công giáo có được phép tin 12 con vật làm chủ vận mạng con người và vũ trụ như là huyền thoại Đông Phương tin tưởng hay không? Cụ thể là nhiều nhà thờ vẫn đặt con này con kia, thậm chí ngay trên bàn thánh để biểu trưng cho ngày Tết, biểu trưng cho năm đó, gọi là con khỉ, con chó, con mèo. Chắc chắn là không được phép tin những con đó với đức tin người Kitô hữu, vì trái với điều răn thứ nhất dạy ta phải tin kính một Thiên Chúa là đấng dựng nên muôn loài muôn vật, như Chúa Giêsu đã trả lời cho tên quỷ đến cám dỗ Chúa trong hoang địa khi xưa: ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi và thờ phượng một mình người mà thôi. Thánh sử Matthew chương 4 câu 10 đã nói như vậy. Người ta quên rằng tất cả con người đều do Thiên Chúa dựng nên. Chúng ta không có tuổi con này con kia, chúng ta chỉ là những con người, là con của Thiên Chúa, là hình ảnh của Ngài. Người ta vẫn nói là con này con kia, tuổi này tuổi nọ, sinh vào tuổi con này thì may mắn, vân vân, rất nhiều thứ. Mệnh lệnh của Thiên Chúa truyền cho dân Do Thái qua trung gian ông Maisen: nghe đây hỡi Israel, Đức Chúa Thiên Chúa của chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Như thế mọi việc tin và tôn kính bất cứ một thần linh nào khác ngoài Thiên Chúa ra đều là nghịch với điều răn thứ nhất của bản thập giới. Cụ thể, trái với điều răn này là những thực hành nguy hại sau đây: thuyết đa thần, thần tài, thần bếp, thần hỏa, thần mưa, thần gió, vân vân, đủ loại thần, và cả thờ một người phàm như ông Phật. Tục mê tín dị đoan như kiêng con số 13, tin số 9, vân vân, số may mắn, số phúc lộc, vân vân. Thờ ngẫu tượng tức là tôn thờ những gì không phải là Thiên Chúa, như thờ ma quỷ, thờ tiền của, thờ khoái lạc, thờ quyền thế, thờ danh vọng, thờ ông Phật, ông này, ông kia. Hoặc là thờ một con vật mà nhiều thánh tử đạo đã thà chết chứ không chịu thờ lại con vật nào. Sách Giáo lý Công giáo số 2113 và 2114 đã nói cụ thể như vậy. Cũng nghịch với điều răn thứ nhất là các tin tưởng đặt vào khoa bói toán và ma thuật như gọi hồn người chết, tra cứu tử vi, chiêm tinh, xem chỉ tay, bói quẻ, xin sâm, đồng cốt, phù thủy. Khi đặt tin tưởng vào những việc này, người ta đã gạt bỏ Thiên Chúa là đấng duy nhất cầm quyền sinh tử của con người và vạn vật trong vũ trụ này. Ngoài ra cũng được xem là nghịch với điều răn thứ nhất những ai theo thuyết vô thần hoặc vô tôn giáo. Thuyết vô thần được xem là nguy hại cho đức tin Công giáo hơn cả, vì thuyết này xóa bỏ hay phủ nhận mọi suy tư đưa đến nhìn nhận là có Thiên Chúa là đấng tạo dựng nên con người, linh ư vạn vật cũng như toàn thể vũ trụ hữu hình và vô hình. Thuyết này cũng chối bỏ mọi tin tưởng đặt vào bất cứ thần linh nào ngoài con người và thế giới vật chất hữu hình này. Như vậy, điều cốt lõi nhất là thuyết này đã chối bỏ chính Thiên Chúa và phạm phải điều răn thứ nhất. Sau hết, nghịch với điều răn thứ nhất của Chúa còn phải kể đến tội gọi là vô tôn giáo, thể hiện qua ba hình thức sau: thử thách Chúa bằng lời nói hay hành động, đây là tội của tên quỷ đã thách thức Chúa Giêsu trong hoang địa. Hãy gieo mình xuống từ trên nóc đền thờ, Thánh sử Luca chương 4 câu 9 đã trình thuật lại sự việc đó. Việc phạm thánh là xúc phạm đến thánh thể, như quăng mình thánh xuống đất, đổ máu thánh còn dư sau rước lễ vào bồn rửa tay, nhất là đem thánh thể về nhà cho ai dùng để làm việc phù phép nào đó. Cũng được kể là phạm thánh khi có thái độ hoặc hành vi khinh thường
các bí tích và ám bí tích như ảnh tượng Chúa, Đức Mẹ và các thánh chẳng hạn sách kinh, và có hành vi ô uế nơi thờ phượng như nhà thờ, nhà nguyện. Tội mại thánh còn gọi là tội buôn thần bán thánh, như đòi tiền để ban một bí tích để dâng lễ hay cầu nguyện cho ai. Đòi tiền ở đây khác với bổng lễ mà giáo luật cho phép thu theo mức mà giáo quyền địa phương ấn định. Thí dụ các giáo xứ Mỹ bổng lễ là $5 cho mỗi ý lễ, linh mục không được phép đòi bổng lễ cao hơn mức quy định và không được gây cho giáo dân lầm tưởng rằng dâng nhiều tiền thì được lợi ích thiêng liêng nhiều hơn là ít tiền hay không có bổng lễ. Nếu linh mục nào làm với ý này hoặc giáo dân nào muốn dùng tiền của để mà mua ơn Thánh Chúa thì đều mắc tội mại thánh. Hay thời gian gần đây có những nhà thờ xây dựng rất tốn kém, đến vài trăm tỷ đồng Việt Nam, và rồi răng đèn khắp nơi, làm giống như là một điểm du lịch, đến thu tiền giữ xe. Một chiếc xe hơi có thể đến hàng chục ngàn hoặc 30 ngàn một lượt. Như vậy, không mang mục đích đưa người ta đến với Chúa mà mang mục đích chỉ mở cửa để làm khu du lịch tham quan mà thôi, biến nơi nhà thờ, nhà thánh của Chúa không còn là nơi linh thánh nữa mà là nơi du lịch và để kiếm tiền để lo về kinh tế. Tóm lược, những tội nghịch với nhân đức thờ phượng dựa trên điều răn thứ nhất trong 10 điều răn của Chúa mà quý tín hữu cần biết để mà phải tránh.
giao linh thánh, dâng lên hết tâm tư, dâng lên bao nỗi tơ lòng, đẹp như cánh hoa hồng ngát hương trời cõi riêng duyên. Trọn phút tâm giao này, vâng con dâng lên Chúa phút linh thiêng ôi đẹp tuyệt vời, cho tình yêu lên ngôi dẫu vui buồn tớ vương ngập lối. Đây tâm tư mơ ước song tâm giao kết nghiệp cùng Ngài, cho đời con đơm tình mãi thiết tha. Vâng con dâng lên Chúa phút linh thiêng ôi đẹp tuyệt vời, cho tình yêu lên ngôi dẫu vui buồn tớ vương ngập lối. Đây tâm tư mơ ước sống tâm giao kết hiệp cùng Ngài, cho đời con đời